đáp nữa. Búp. 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 Ok, các em hôm nay chúng ta sẽ tự làm trứng sô-cô-la khổng lồ nha. Rồi, chị Bi Đỡ có đây những cái thỏi sô-cô-la. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chị Bi Đỡ có tất cả là 6 thỏi sô-cô-la như thế này. Chúng ta sẽ làm một cái trứng sô-cô-la bất ngờ và để đồ chơi bên trong nha. Đây là lần đầu tiên chị Bi Đỡ làm đó. Sột sái đẹp. Chị Bi Đỡ rất là hào hứng. Bây giờ chúng ta hãy thử làm nhé. Rồi bây giờ chị Bi Đỡ sẽ cho những cái này vào đây. Chúng ta sẽ để vào lò vi sóng và chúng ta sẽ làm tan chảy nha. Đây là sô-cô-la bản to chị Bi Đỡ mua tại các siêu thị tại Mỹ. Một thỏi như thế này là khoảng 2,5 đô, tức là khoảng 50.000 đồng tiền Việt Nam. Rồi chúng ta sẽ bẻ nhỏ ra như thế này. Đây là sô-cô-la đặc biệt của Mỹ, còn gọi là Hershey, rất là nổi tiếng. Rồi chúng ta sẽ cho cái tiếp theo. Chị Bi Đỡ nghĩ là cái trứng này rất là to, vì vậy chị Bi Đỡ sẽ cho khoảng 2 hoặc là 3 cái thẻ sô-cô-la này vào. Rồi, bây giờ chị Bi Đỡ sẽ để vào lò vi sóng nha. Các em nếu không có lò vi sóng thì chúng ta hãy dùng bếp ga cũng được, chúng ta sẽ nung nóng cho nó tan chảy ra. Chị Bi Đỡ sẽ để vào lò vi sóng khoảng 1 phút 30 giây. Rồi bây giờ sô-cô-la đã tan chảy rồi, bây giờ chị Bi Đỡ sẽ để lên cái khuôn trứng hồi nãy. Bây giờ chị Bi Đỡ sẽ khuấy đều lên cho nó tan ra như thế này. Rồi đổ vào khuôn tạo trứng sô-cô-la. Sô-cô-la này rất là nóng các em. Đó, chúng ta sẽ cho đều vào cái trứng này. Rồi bây giờ chị Bi Đỡ sẽ cho nó chảy đều ở bên trong cái trứng như thế này bằng cách là chúng ta xoay cái khuôn. Đó, đây là lần đầu tiên chị Bi Đỡ làm, không biết nó có ra thành công hay không. Rồi chúng ta hãy thử làm nha. Rồi cho chảy đều như thế này. Rồi đây nữa, chị Bi Đỡ nghĩ là chúng ta cần cho thêm một cái thỏi sô-cô-la nữa, vì nếu mà mỏng quá thì nó sẽ dễ bị bể. Chị Bi Đỡ sẽ làm hai lớp. Ok, cái phần phía trên này chị Bi Đỡ nghĩ là nó hơi mỏng, cho nên chị Bi Đỡ sẽ dùng cái muỗng tán đều ra. Đó, cho phía dưới và phía trên đều có cái độ dày bằng nhau. Wow, các em nhìn sô-cô-la cái màu nó thật là bóng. Rồi cái phần dư này chị Bi Đỡ sẽ cho đều lên phía trên cái thành của trứng. Chị Bi Đỡ không có muốn là nó mỏng quá thì không lấy ra được. Đó, chị Bi Đỡ sẽ lăn đều ra. Rồi được rồi, bây giờ chị Bi Đỡ sẽ để vào ngăn đá tủ lạnh trong vòng 15 phút cho nó cứng lên nhé. Ta-da! Sau 15 phút trứng của chúng ta như thế này đã các em. Bây giờ chị Bi Đỡ sẽ để lớp thứ hai lên để cho nó dày hơn một chút. Đó, khô rồi. Wow, nhìn tuyệt vời. Đẹp quá. Rồi, chờ lớp tiếp theo nha. Đó, chúng ta sẽ để tráng đều cái trứng giống như những cái bước làm hồi nãy. Nào các em hãy nhanh tay lên nhấp vào nút đăng ký nếu chưa để trở thành thành viên thứ 1 triệu của kênh Good Morning Việt Nam nhé. Các em, kênh của chúng ta đã gần được 1 tỷ lượt xem rồi. Khi nào đạt 1 tỷ lượt xem, chị Bi Đỡ sẽ có một mini game nữa. Hiện giờ chúng ta lượt xem của chúng ta là 999.885.602. Nếu như con số này ngày mai nhảy lên đến
Tỷ lượt xem thì chị Bida sẽ thông báo mini game nhé. Nào các em, các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhanh tay lên nhấp vào nút đăng ký và share video cho các bạn khác cùng xem để chúng ta nhanh đạt được 1 tỷ lượt xem trong vòng ngày mai nhé. Ok, bây giờ chị Bida sẽ để hết hai cái này vào tủ lạnh trong vòng 15-20 phút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết nối hai cái trứng này lại với nhau. À không phải là hai cái trứng mà là hai cái phần của cái trứng. Đúng rồi, tiếng Việt của chúng ta rất là phong phú. Rồi bây giờ chị Bida sẽ để đồ chơi lên, để vào chơi vào trước đã. Đó, wow, tuyệt vời các em. Thành công rồi, thành công rồi. Đây nữa, khổng lồ luôn, trứng khổng lồ luôn. Từ nay các em đã biết cách làm trứng khổng lồ rồi phải không? Bây giờ chị Bida sẽ cho một số kẹo gumbo đủ màu sắc vào đây luôn, các em cho thích cho cái gì vào cũng được hết. Gumbo màu đỏ cho đủ màu sắc vào đây luôn. Bỏ vào đây hết luôn, cho đủ màu sắc rực rỡ luôn. À đúng rồi, thiếu đồ chơi, chị Bida sẽ để công chúa đệ nhất, Sophie đệ nhất vào đây. Một cái trứng xe, xe máy cày. Rồi, công chúa đệ nhất Sophia. Trứng nàng tiên cá Ariel. Trứng Sophia đệ nhất nữa. Và đóng lại thôi. Wow, cái phần này hơi bị khó đây, nhưng mà chị Bida sẽ cố gắng. Bây giờ chúng ta sẽ làm tan chảy một số cục sô-cô-la nữa. Rồi, chị Bida sẽ lấy một ít sô-cô-la tan chảy ở đây và chúng ta sẽ để lên cái mặt của cái trứng và úp nó lại với nhau. Rồi để lên một ít nào, chúng ta sẽ để đều hết hai cái thành của cái trứng luôn. Wow, lần đầu tiên chị biết đó làm. Hơi hồi hộp một chút, không biết mà lát nữa chúng ta úp nó lại với nhau thì nó có thể dính lại với nhau hay không đây. Rồi nha, chuẩn bị nha. Hồi hộp quá. Rồi úp lại nha, úp lại nha. Rồi, tiêu rồi, bị xéo rồi. Cái trứng của chị biết rồi, bị xéo rồi nhưng mà không sao, vì lần đầu tiên chúng ta làm mà đúng không? Rồi, nhưng mà nhìn cũng rất dễ thương, bạn ơi, bạn dễ thương quá. Rồi bây giờ chị biết rồi, sẽ để cái trứng này vào ngăn đá tủ lạnh trong vòng 15 phút. Sau 15 phút đây. Apple White, đi đâu vậy Apple White? Chào các bạn, mình đi đạp trứng đó. Mình sẽ đạp trứng sô-cô-la này. Rồi chúng ta sẽ cho bạn này đạp trứng nha. Bạn đi đâu vậy bạn? Mình đi tìm cái búa. Hả? Cái búa? Bạn đạp trứng bằng cái búa hả? Ừ, mình đạp trứng bằng cái búa. Rồi, có búa tới đây. Bây giờ mình sẽ giúp bạn đạp cái trứng khổng lồ này nha. Wow, cái búa khổng lồ luôn. Đạp nha. Ủa, chưa bể. Rồi, rớt rồi. Rồi, đạp màn thứ ba đây. Bể hay không? Rồi, bể rồi, bể rồi, ra rồi. Trứng thật là cứng. Đó, đây là đồ chơi của bạn đây, Apple White. Rất là vui kem. Đồ chơi này rất là vui kem, hãy thử làm nha. Rồi, chúng ta để kẹo qua đây. Rồi lát nữa chị Bida sẽ mở công chúa Sophia đệ nhất một bịch fly bag để xem công chúa nào bên trong đó. Đây bịch fly bag Sophia. Chị Bida hy vọng là mình sẽ có Amber. Amber là chị của công chúa Sophia đó các em. Chị Bida đã có Sophia rồi. Đúng rồi, yay, chúng ta có công chúa Amber với bộ váy màu vàng. Bây giờ đến trứng nàng tiên cá Ariel. Bên trong là những viên kẹo có hình công chúa, những công chúa Disney. Để chị đã mở ra thử xem nha. Đây, đây là những cái đầu của công chúa. Đó là những công chúa đây, công chúa giống Aurora, công chúa ngủ trong rừng. Bây giờ đến công chúa Sophia đệ nhất. À trong đây chị biết đỡ nghĩ là chắc là kẹo trong đây luôn đó. À đúng rồi, có một có kẹo trong đây nữa. À, nhưng mà kẹo này là những hình cái vương miện. Đúng rồi, vương miện của công chúa Sophia màu tím. Công chúa Sophia là một công chúa nhỏ
nhỏ nhắn, rất là xinh xắn và rất là thông minh, đặc biệt là rất tốt bụng. Bây giờ đến đây Sophia nữa, cũng giống nhau thôi. Chị Vita sẽ mở trứng cuối cùng, trứng thao mé đó, trong phim Lightning McQueen, trong phim Cars, những chiếc xe hơi. Rồi chúng ta mở ra. Bạn này là bạn thao mé ra, một chiếc xe tải cũ rất là dễ thương và tốt bụng. Chị Vita đã xem một phần của phim đó rồi. Đây có những chiếc xe trong bộ phim The Cars, Lightning McQueen, rồi những xe tải vân vân. Rồi video của chị Vida đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các em đã quan tâm theo dõi video. Và các em nhớ nha, nếu như ngày mai hoặc ngày mốt, nếu mà khi nào chị Vida đạt được 1 tỷ lượt xem thì chị Vida sẽ mở mini game. Và để đạt được điều đó thì chị Vida nhờ vào sự giúp đỡ của tất cả các em. Các em hãy xem video nhiều lần và share video cho các bạn biết. Và bây giờ chị Vida kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Nhấp vào những bức hình ở cuối video để xem những video khác nha. Thank you.